chào quý khán giả. Và chương trình tới đây thì sẽ tiếp tục với bác sĩ Nguyễn Lê Minh về cái chủ đề áp huyết cao. Vâng, xin chào quý khán giả. Tôi vừa mới nói xong là cái huyết áp mà được định bệnh là cao huyết áp mức độ 1. Khi mà huyết áp mà tâm thu đó trên 160 và huyết áp tâm trương đó trên 100 thì được quyết định là cao huyết áp mức độ 2. Còn nếu mà cao huyết áp hơn nữa thì không có xếp hạng, nhưng mà nó là thuộc loại trầm trọng. Nói về cao huyết áp đó, thì tại Mỹ có 33.6% người lớn của Mỹ mà lớn hơn 20 tuổi đó bị cao huyết áp. Con số này nó tính ra là khoảng 75 triệu người Mỹ bị cao huyết áp. Và toàn thế giới đó, cái số người cao huyết áp là trên cái số người trên 20 tuổi đã bị cao huyết áp là 20%. Nhưng mà người Á Đông đó thì tỷ lệ khoảng 21%. Cái số người tại Mỹ bị cao huyết áp là 75 triệu, nhưng mà thực sự ra có một số người đến 30% không biết mình bị cao huyết áp. Số còn lại biết bị cao huyết áp nhưng mà có đến cũng khoảng 30-40% không điều trị, tức vì một lý do nào đó không có phương tiện hay gì đó không điều trị. Cái số còn lại thì được điều trị, nhưng mà con số này cũng đáng buồn là chỉ khoảng 1/3 số người điều trị đạt được cái con số huyết áp trung bình mà cho phép. Vậy thì có lẽ quý vị tự hỏi tại sao tôi bị cao huyết áp. Thì huyết áp phần lớn trên 90% thì không có một cái nguyên nhân nào cả. Tại vì cái huyết áp là một cái gì nó có liên quan đến gia đình, đến xã hội, đến hoạt động, đến những cái vấn đề sinh hoạt của mình. Thành ra cái huyết áp loại này người ta gọi là huyết áp cao huyết áp tiên phát, tức là tự nó người huyết áp cao. Còn 5-10% số người còn lại đó thì có nguyên nhân, vẫn có thể là bệnh nội tiết, bệnh của tuyến thượng thận, có thể là bệnh thận hoặc là dị dạng mạch máu. Nhưng mà có một cái điều quan trọng mà tôi xin được nhấn mạnh ở đây là một số cái cao huyết áp mà gọi là thứ phát này đó có thể gây ra do thuốc. Một số như thuốc thông thường chẳng hạn, mình thường thấy là như là thuốc ngừa thai hoặc là thuốc điều kinh á, bước control pill á, rồi rượu uống nhiều quá cũng có thể bị cao huyết áp. Những thứ mà chất nó có chứa nicotine như là thuốc lá, thuốc lào, hoặc là ngay cả với cái bây giờ là cái gọi là vape đó, thì cũng có thể nó có chứa nicotine là cũng có thể cao huyết áp. Và một số những thuốc như trị cảm đó, để chống nghẹt mũi, sổ mũi, hoặc là những cái thuốc trị đau nhức như là về thuộc cái nhóm NSAID đó, tức là như là Motrin, Ibuprofen, Naproxen, cũng có thể làm cho huyết áp cao lên. Và đặc biệt là có một cái điều này chúng ta không nên để ý là những cái chất cam thảo đó có ở trong kẹo bánh đó, trong kẹo đó tôi thấy rằng ở chợ Mỹ nó có một cái loại kẹo nó xoắn xoắn, nó dài, nó xoắn lại, cái kẹo đó cam thảo. Và cam thảo đó nếu mà ăn nhiều đó cũng có thể bị là cao huyết áp. Bây giờ thì khi mà mình biết mình bị cao huyết áp rồi thì bác sĩ sẽ cho mình điều trị. Thì cái mục đích điều trị là để giảm huyết áp xuống càng gần mức bình thường thì càng tốt. Tuy nhiên mình không nên quá lo lắng mà tại sao huyết áp tôi 140/90 mà mãi mà nó không xuống. Thì hiện nay thì cái guideline của Mỹ là cái người ở hạn tuổi trên 60 thì huyết áp chấp nhận được là khoảng 150/90. Còn huyết áp của những người dưới 60 tuổi thì rút xuống còn 140/90. Như vậy là được rồi. Nhưng mà nếu mà có thể kéo xuống thấp hơn một tí xíu nữa thì cái người bác sĩ điều trị sẽ cố gắng kéo thấp xuống một tí xíu, càng gần con số bình thường càng tốt. Tuy nhiên cũng không nên để bệnh nhân uống nhiều thuốc quá, tại vì cho thêm một thứ thuốc nào đó vào một cái chương trình điều trị nó là cũng là một cái vấn đề cũng không có dễ dàng. Thế tại sao cái huyết áp mình chữa, tại sao lại chữa huyết áp? Tại vì huyết áp nó chỉ là một cái triệu chứng thôi. Huyết áp xuống rồi thì
thì là nó được ích lợi gì. Thì cái benefit của nó là như thế này, khi mà huyết áp nó sẽ tấn công, huyết áp cao đó nó sẽ tấn công những cái cơ quan, những cái quan đầu tiên là mạch máu đó, và chính chủ yếu là mạch máu. Cái mạch máu khi mà huyết áp quá cao đó thì mạch máu sẽ nó dày lên, cái thành mạch máu dày lên và mạch máu thu nhỏ lại. Nếu mà có những cái đọng, những cái tấm plaque mà cholesterol nữa thì mạch máu nó càng nhỏ lại. Khi mà mạch máu càng nhỏ lại đó thì tim lại phải càng đập mạnh, đập bóp nhiều hơn để cho đủ bơm cái máu ra khỏi tim, và huyết áp lại có khuynh hướng tăng lên. Vậy thì và nó sẽ đưa đến những cái hậu quả, là hậu quả thứ nhất đó, vì mà tim phải làm việc nhiều quá, co bóp nhiều quá suốt đời như vậy thì tim sẽ to ra, và một ngày nào đó nó to ra, nó rão, nó không có thể làm việc nữa. Bệnh nhân sẽ bị suy tim, đi một lát thở hổn hển, khó thở, thậm chí đến lúc mà ban đêm nằm xuống cũng khó thở, phải ngồi dậy hoặc là nằm ngủ, kê cái gối lên, mấy cái gối lên đằng sau lưng. Thứ hai đó là mạch máu mà nó nhỏ lại như vậy thì nó dễ, thì cơ thể sẽ dễ bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim tức là heart attack. Khi mà điều trị huyết áp được ổn định, con số nó dưới 140-90 đó, thì cái nguy cơ mà bị nhồi máu cơ tim nó giảm khoảng chừng 20-25%. Và cái xác suất mà bị, mà không phải xác suất mà nhưng mà là cái nguy cơ bị stroke, bị tai biến mạch máu não nó giảm từ 30-35-40%, và suy tim sẽ giảm được 50%. Ngoài ra huyết áp cao còn có làm cho mạch máu nó nhỏ lại và cái dẫn máu đến thận bị kém đi và bị suy thận. Khi mà mình suy thận rồi đó thì huyết áp lại có tính cách lại tăng lên nữa, thành ra cái vòng luẩn quẩn. Bây giờ vấn đề điều trị huyết áp thì vấn đề điều trị về thuốc á, thì là do bác sĩ, nhưng mà thuốc không phải là một cái vấn đề chính trong cái vấn đề điều trị. Cái vấn đề điều trị chính là cái người bệnh nhân phải hiểu biết. Thứ nhất là phải thay đổi, phải có một cái cuộc sống lành mạnh, là tránh stress, cử rượu, cử thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, ăn uống phải có, giảm cái chất mỡ, giảm chất muối, nhất là chất muối, tại vì muối ăn mà mặn quá đó thì chữa huyết áp rất là khó xuống, mà phải uống nhiều thuốc lắm, mà nó những cái thuốc đó, đó như là thuốc lợi tiểu chẳng hạn, nếu mà ăn nhiều muối đó, thì nó sẽ làm giảm cái potassium, và cái đó gây đến nguy cơ mà rối loạn về mạch đập tim. Ăn ít muối, ít mỡ, ăn nhiều trái cây để có thêm có chất potassium. Potassium là một cái chất là một khoáng chất rất là cần thiết cho cơ thể, mà nhờ nó mà huyết áp nó cũng có thể giảm xuống. Ăn nhiều các thứ trái cây, uống sữa hoặc là calcium, hoặc là để thêm ăn nhiều cái hạt đậu để mà có cái chất magnesium. Và khi mà nhất là bây giờ cái vấn đề mà tôi xin nhắc lại là mình phải cẩn thận với các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Chỉ dùng thuốc thực sự khi mà có ý kiến của bác sĩ thôi. Khi mà huyết áp ổn định thì quý vị cũng có thể uống, nếu mà giảm đau thì cũng có thể uống cái loại NSAID được, nhưng mà phải theo dõi. Mà tốt hơn cả là mình dùng các loại thuốc nó không có ảnh hưởng đến cái huyết áp, như là Tylenol chẳng hạn. Thứ hai đó là vấn đề uống thuốc hạ huyết áp cho đều đặn và đúng liều lượng. Tại vì kinh nghiệm của tôi ấy, cho biết là khi mà bệnh nhân đến mà huyết áp không được ổn định, khi mà hỏi kỹ thì phần lớn là họ uống thuốc không có đều. Thành ra mỗi lần bác quý vị mà đi khám bệnh thì nên đem theo tất cả những cái thuốc mà mình đã uống. Vì như vậy đó, tại vì có nhiều bệnh nhân uống 3, 4, 5, 6 loại, thậm chí có bệnh nhân uống đến 10 loại thuốc. Thành ra lúc mà họ đem tất cả một cái túi thuốc họ lại đó thì nhìn ra thì thuốc này còn thử 10 viên, thuốc kia còn 1 viên, có thuốc thậm chí có thuốc còn đến 20 viên. Thành ra cái mình uống nhiều thứ thuốc quá, thành ra cũng có thể là mình lầm lẫn bỏ thứ này, sót thứ này, thừa thứ kia. Và cái quan trọng nữa là phải báo cho bác sĩ ngay khi mình có thấy một cái điều gì bất thường.
Bởi nó có thể là do cái phản ứng phụ của thuốc, hoặc là cũng có thể là do chính cái cao huyết áp nó ảnh hưởng đến tim mà nó làm cho suy tim, hoặc là nó lại ảnh hưởng đến thận nó làm cho suy thận, hoặc tất cả những cái gì mà mình cảm thấy rằng nó không có được bình thường nữa thì nên báo ngay với bác sĩ. Và trong và như vậy thì trước khi đi khám điều trị, đi tái khám đó, thì nhớ là đi tái khám đúng giờ. Có nhiều bệnh nhân cho 2 tháng thuốc nhưng mà 3 tháng sau lại mà vẫn còn thuốc ở trong người, ở trong túi, mà họ nói tôi uống ngày nào cũng mới sáng nay tôi mới uống, thế ra họ uống thuốc khác không phải thuốc huyết áp. Và nhớ là tái khám đúng hẹn. Và khi trước khi tái khám tôi xin nhắc lại là mình đem theo tất cả những cái thuốc gì mà mình dùng mà mình uống đó, đem trong một cái túi, một cái bịch lớn cũng được, nhỏ cũng được, mà đem theo hết tất cả thì tốt hơn. Và nếu mà được đó, trước khi đi nên ghi trước những cái gì mà cần phải thảo luận với bác sĩ về cái chứng cao huyết áp của mình. Tôi xin chúc quý vị, tôi mong rằng quý vị có được một vài cái kiến thức căn bản về cao huyết áp và có thể là tự mình săn sóc chính mình và cái huyết áp nó sẽ được ổn định. Xin chào quý vị. Yeah. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn. Vậy Vivian có vài câu hỏi cho bác sĩ. Nếu bác sĩ mà khuyến khích bệnh nhân ba cái niềm nào là bệnh nhân nên lưu ý nhất cái, để giảm cái huyết áp cao bác sĩ? Trong cái điều trị cao huyết áp cũng như là điều trị tiểu đường, hoặc là nó cái khó khăn nhất đó là của người bác sĩ đó, là khuyên bệnh nhân sống như thế nào và giảm cân nặng như thế nào. Cái điều đó rất là khó. Và tôi nghĩ rằng phần lớn những cái một số thấy rằng thống kê hồi nãy tôi có nói đó, là trong số những người điều trị cao huyết áp đó, mặc dù ở Mỹ này chúng ta có tất cả những loại thuốc tốt nhất thế giới, nhưng mà cái số người điều trị huyết áp được dưới được vào cái mức mà cho phép, nhưng cái đích của mình nói là 140-90 hoặc là 150-90 cho những người trên 60 tuổi đó, là chỉ được khoảng 1/3 cái số người đã bị thôi, kiểm soát được cái huyết áp thôi. Còn số còn lại thì phần lớn là người ta gọi là compliance, tức là bám sát về cái phần điều trị, nghe lời khuyên của bác sĩ. Và thứ hai đó là cái người bệnh nhân phải cố gắng. Người cố gắng. Cái khó là ví dụ những người mập mà bắt mà nói họ giảm cân thì là cả một cái vấn đề. Rồi nói những người quen ăn mặn rồi, bây giờ nói ăn nhạt đi một tí xíu ăn mệt quá. Đó, tính ra thay đổi với cái thói quen đó, nó là một cái khó nhất. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ về đường xa, nói nghĩ về những cái hậu quả mà không tốt của cao huyết áp mà mình cũng có thể tránh được đó, thì tôi nghĩ rằng cái người bệnh nhân đó sẽ cái huyết áp chắc chắn là sẽ được ổn định nhiều hơn. Vậy là tới đây thì chương trình rất tiếc là phải kết thúc tối nay. Và Vivian và Medical Care phục vụ cộng đồng xin chúc quý vị ngủ ngon và luôn luôn khỏe mạnh, bình an. Và cảm ơn rất nhiều với bác sĩ Nguyễn Lê Minh đã dành thời gian và chia sẻ trong chương trình tối hôm nay. Chào quý khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã nghe phần trình bày của tôi. Cảm ơn Vivian, cảm ơn đài VNA. Xin kính chào quý vị. Và nếu quý vị hãy nên gọi vào tổ hợp Fan Valley IP 714-622-1234 nếu quý vị có những thắc mắc và câu hỏi gì. Và vào Easy Choice thì xin gọi 1866-999-3945.